Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với kênh của Nông Cơ Phúc Luân nha anh em ơi. Tối hôm nay Phúc Luân quay video để thông báo với anh em rằng là như vậy. Hôm nay 7:30, anh em cùng đón xem trực tiếp ở bên kênh của em nha anh em ơi. Đó, hôm nay em lên trực tiếp và bán tiếp theo. Cái lô hôm nay là lô V. Đó, 7:30. Hôm nay lên cho anh em siêu phẩm nha anh em. Một đống đồ đó hôm nay xả hàng cho anh em nhé. Mong anh em ủng hộ, đây là cửa tiệm của em ha. Còn anh em nào mua hàng gì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng nha anh em. Hẹn anh em 7:30 tối ngày hôm nay nhé. TL 261 nha anh em ơi. Đấy, TL 261 nè. TL 26 nè. Thơm, nhiều hàng lắm nha. Đó, TU43 nè. TL26 nè anh em. Đó, nhá hàng nha. TL261 nha. Hàng cực kỳ đẹp và nguyên zin anh em. Bê tông còn sáng chói luôn. Rồi, ok anh em nhé. Hẹn em 7:30 tối ngày hôm nay nhé. Rồi, bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em nha.